Cuối tuần này thi rồi mọi người ạ. Thì thi xong Dũng Mori chúng mình sẽ tiếp tục tổ chức một cái chuỗi livestream tiếp. Đó là chuỗi livestream sau thi 2 tuần. Để thứ nhất là giúp các bạn có thể review lại một chút về đề thi mà chúng ta sẽ gặp trong đề thi thật vào chủ nhật tuần này. Và sau đó thì sẽ là có những cái lời khuyên, những cái định hướng dành cho các bạn sau thi. Ví dụ như các bạn cảm thấy làm bài tự tin này, hay là với cái năng lực của mình thời điểm đó thì nên học như thế nào tiếp theo cho cái lộ trình học sắp tới. Ví dụ bạn nào mà muốn thi tháng 12 đó, hay là thi năm sau, thì bọn mình sẽ đưa ra những cái lời khuyên về lộ trình học tiếp lên cho các bạn. Và đặc biệt là 2 tuần đấy sẽ là 2 tuần mà chúng mình tập trung vào lấy lại gốc cho các bạn nhé, lấy lại gốc cho các bạn sau thi để chúng ta có cái hành trang vững chắc để học lên kỳ thi tiếp theo. Nên là nếu như các bạn nào mà vẫn còn đang xem livestream của chúng mình thì hãy lưu lại cái lịch này, cuối tuần thì sẽ báo lại nhé, lưu lại cái lịch này để 2 tuần sau thi thì chúng ta sẽ cùng vào với cả chúng mình để học tiếp nhé. Học không ngừng nghỉ đúng không? Học không ngừng nghỉ. Rồi, đến giờ chưa nhỉ? Bây giờ cũng là 10 giờ rồi. Một chút giới thiệu ban đầu như vậy thì cái kỳ thi thử này của chúng mình á, thì các bạn vẫn còn có thể thi một đợt nữa, đó là đợt thi tháng 5. Và rất là vui mừng chia sẻ với các bạn là năm nay cái kỳ thi này của Dũng Mori thu hút cực kỳ là đông học viên mọi người ạ. Thực sự là mỗi một đợt thi này luôn luôn hệ thống backend luôn luôn báo đến 10.000 bạn thi mọi người. Nên là đợt năm này thì nó sẽ không thi vào chủ nhật nữa, bởi chủ nhật chúng ta thi thật rồi mà. Thì chúng ta sẽ thi mở cổng thi từ thứ 6 đến thứ 7 nhá. Thì hôm đấy cái nước rút rồi, bạn nào có thời gian thì vào làm tiếp nhá, làm tiếp. Thì trên đấy đề cũng là đề những cái đề nó chọn lọc khá là sát đề thi thật mà nhá. Ok, rồi ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau vào với phần của mình, đó là phần về đọc hiểu N3, N2. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhá. Ok, và sau đây xin mời các bạn của N3 đâu ạ? Xin mời các bạn N3 giơ tay, và N2, N1 thì cũng các bạn nếu mà xem qua các bạn cũng có thể vào làm luôn cùng với mình nhá, để xem là ôi hóa ra N3 ngày xưa nó là như thế này đây. Xin mời mọi người cùng nhau làm nhá. Khởi đầu với một bài về mèo nhá mọi người nhá. Xin mời các bạn làm. 2 phút nhá. 3 phút đi, 3 phút xong rồi comment đáp án cho mình nhá. Đấy. Rồi, một cái bài về mèo ấy mọi người, thì lần nào cô Thanh giảng mấy cái buổi mà đọc hiểu như này thì vẫn luôn luôn nhắc mọi người là với những cái bài về mèo là những cái bài mà chúng ta tuyệt đối cố gắng không để mình mất điểm nha. Ok, thế thì ngày hôm nay mình sẽ động đến một cái phần, đó là một cái phần mà lỗi các bạn đi thi các bạn cực kỳ hay bị mắc cái mỗi lỗi này. Nên là khiến cho chúng ta gì nhỉ? Khiến cho chúng ta rất là dễ bị chọn đáp án sai, mặc dù là trước đó chúng ta đã tương đối hiểu bài rồi nhá. Nên là các bạn nhớ cho cô này, nó khác nhau chỉ một tí xíu thôi. Các bạn khác chọn đáp án cho mình nào. Long chọn đáp án 3, Hoàng Phạm đáp án 3, Kim Châu Ngô là câu này em mới luyện đề khi tối mà giờ không biết. Câu này em làm rồi hả? Nguyễn Thanh đáp án số 4 à. Rồi các bạn nhìn cho cô nhá. Với bài về mèo, cái chỗ mà chúng ta thường sẽ phải đọc nhiều nhất và kỹ nhất sẽ là nằm ở đoạn giữa này đúng không? Ok chưa? Rồi, và quanh đi quẩn lại một cái bài về mèo bao giờ nó cũng sẽ hỏi về cái nội dung mà gì nhỉ? Người viết muốn truyền tải nhất. Hay là ví dụ đọc cái bức mèo này thì cái người đọc ý thì sẽ phải làm gì sau đó chẳng hạn. Đó thì sẽ là cái thông điệp chính của nó đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn câu hỏi này. Kobayashi-san ga kono mail de motomo iitai koto wa nanika desu ne. Thì nó chính là cái câu, cái nội dung mà chúng ta vẫn thường hay làm. Đấy, thế thì bây giờ các bạn nhìn cho cô nhá. Thì với cái bài này các bạn có thể làm so từ 4 đáp án đi lên cũng được, hoặc là nếu mà chúng ta đã xác định được cái khu vực mà quan trọng mà các bạn cần phải đọc rồi, các bạn có thể đi từ trên xuống dưới cũng không sao cả nhá. Thì với bài này cô sẽ đi theo kiểu là cô sẽ xem là chỗ nào là cái chỗ mà có thể tập trung được cái nội dung mà liên quan đáp án trong bài trước, rồi cô sẽ lấy nó thông tin nó từ đó ra nhá. Thì cái kỹ năng mà chúng ta tìm cái thông tin quan trọng ở trong bài ấy, các bạn sẽ có thể làm như sau ạ. Trước tiên với một cái bài về mèo chúng ta đều hiểu cái cấu trúc của nó. Đoạn đầu tiên sẽ là những cái thông tin mà gần như kiểu là chào hỏi đúng không? Thì mình sẽ nhìn lướt qua này. Vậy ví dụ này, lâu lắm không gặp này, tốt nghiệp xong thì 5 năm rồi này. Được chưa? Hay là gì đấy nhỉ? Ima demo dance o tsuzukete imasu ka? Câu này một câu hỏi thăm các cậu có vẫn còn duy trì việc nhảy, tập nhảy hay không? Nhá. Hay là gì đây nhỉ? Watashi wa shigoto ga isogashiku zutto odotte imasen deshita ga watashi saikin mata karada o ugokashitaku natte dance kyoshitsu ni kayoi hajimemashita. Chúng ta nhìn qua đúng không? Tôi bận này, xong rồi tôi không có đi nhảy. Thế nhưng mà dạo gần đây tôi lại bắt đầu đi lại những cái lớp tập nhảy như vậy. Đấy, thế thì Cái này là một cái kỹ năng mà cô đã luyện rất là nhiều cho các bạn ở trong những cái lớp N1, N2, N3 rồi phải không nào? Đó là kỹ năng gì ạ? Chúng ta nhìn lướt qua, chúng ta bắt keyword để chúng ta định hình được trong đầu rằng là à, đây là cái bài nó đang theo cái mạch văn gì, dựa vào những cái keyword chính mà chúng ta có thể nhặt được. Được chưa nào? Nên là đi thi các bạn đừng thứ nhất là các bạn với những cái phần mà nó không quan trọng như này, các bạn đừng bao giờ bỏ nhiều thời gian để dịch từng câu từng chữ một nhá, rất là mất thời gian. Mà khi mà chúng ta đã đi qua được cái đoạn đầu tiên như vậy, có thể đọc mà không đọc cũng không sao nha. Chúng ta đi bắt đầu đi vào những cái câu mà nó quan trọng nhất. Thì bạn nhìn này, ví dụ nhận biết một cái câu quan trọng nhất bằng những cái dấu hiệu ví dụ như sau này đây này, Daigetsu desu ne. Vì thế nào đó, thế nên là tôi viết cái bức mail này. Thế mình sẽ thấy là cái cấu trúc câu văn này đưa ra một cái lý do của cái việc là tôi viết bức mail này, đúng không? Thì đây khả năng sẽ là cái câu mà nó thể hiện lý do, thể hiện cái điều mà người ta muốn truyền đạt đến nhất. Vậy thì mình sẽ xác định câu này là câu cực kỳ quan trọng và mình sẽ phải đọc kỹ cho cô nhá. Chứ mình sẽ không đọc lướt lướt như kiểu ở bên trên nữa. Với những cái câu quan trọng thì mình phải đọc kỹ này. Daigetsu happyoukai ga atte watashi mo deru node osasoi no mail o kaite imasu. Câu này nghĩa gì cả lớp? Câu này nghĩa gì? Xong câu này là ra luôn đáp án đấy. Câu này xong còn ra luôn đáp án đấy. Là gì nhỉ? Vào tháng sau thì sẽ có một cái buổi happyoukai. Bình thường cái từ happyo chúng ta hiểu là phát biểu, đúng không? Nhưng mà ví dụ dance no happyoukai sẽ là một cái buổi biểu diễn nhá. Buổi biểu diễn chính thức. Được chưa nào? Tháng sau thì tôi sẽ có một cái buổi biểu diễn chính thức, thế nên là và tôi cũng sẽ tham dự nhá. Watashi mo deru desu ne. Tôi cũng sẽ tham dự, tức là tôi cũng sẽ biểu diễn đấy. Thế nên là tôi viết cái mail này để mời. Ok, vậy thì đáp án số mấy nha mọi người nhỉ? Câu số 1 nhá. Watashi to issho ni dance no happyoukai ni demasen ka? Các bạn có muốn cùng tôi gọi là tham gia, tức là xuất hiện nhá. Xuất hiện cái từ đây được nhé. Tôi xuất hiện này, các bạn hiểu là mình xuất hiện để biểu diễn nhé mọi người nhá. Ok, bạn có muốn cùng tôi đi vào cái buổi biểu diễn cùng tôi biểu diễn ở trong cái buổi công bố đấy không? Đây câu này nghĩa như vậy. Được chưa nào? Watashi to issho ni, được chưa? Câu số 2 này, watashi to onaji dance kyoshitsu ni kayoimasen ka? Câu này một cái câu đưa cái thông tin mà nó được xuất hiện ở đoạn đầu tiên này, đúng không? Thì đây là những cái chỗ mà nó không quan trọng về mặt nội dung, chúng ta sẽ không chọn được đáp án nhá, huống chi là nó còn bị sai cơ. Được chưa nào? Bạn có muốn cùng tôi đi học cái lớp nhảy không, đúng không? Đi học cái lớp nhảy giống tôi không nhá. Thế câu số 3 này, bạn có muốn đến để xem cái buổi biểu diễn nhảy mà tôi sẽ xuất hiện hay không? Và câu số 4 của chúng ta này, bạn có muốn đến xem cái buổi biểu diễn nhảy đấy cùng tôi hay không? Các bạn nhìn cho cô nhá, chúng ta thấy câu số 2 sai hoàn toàn, đúng không? Câu số 1, câu số 3 và câu số 4, bạn nào mà không chắc một cái kỹ năng, đó là kỹ năng đọc dịch phân tích đúng cụm chủ ngữ, vị ngữ hoặc là những cái cụm bổ nghĩa mà chúng ta học từ N4 ấy, thì sẽ rất là dễ bị nhầm câu này, đúng không? Câu 1 là bạn có muốn xuất hiện tham gia biểu diễn cùng tôi hay không? Câu số 3 là gì nhỉ? Bạn có muốn đi xem cái buổi biểu diễn mà tôi cũng tham gia hay không? Tôi cũng gì nhỉ? Tham gia biểu diễn hay không? Hay là câu số 5, câu số 4 là gì nhỉ? Bạn có muốn đi xem nhảy cùng tôi hay không? Vậy thì câu này đáp án số mấy hả mọi người? Đúng rồi, đáp án số mấy nha mọi người nhỉ? Đáp án số mấy? Đáp án số 3 ですね. Ý, đúng câu này chưa? Có buổi biểu diễn tôi cũng sẽ đi biểu diễn đấy. Được chưa nào? Thế nên là tôi viết cái mail để rủ. Và nếu mà chúng ta đọc cái chỗ này mà kiểu như là gì nhỉ, vẫn thấy hoang mang hơn một chút thì các bạn có thể đọc lướt ở đằng sau này. Các bạn thấy những cái thông tin mà ví dụ như là tôi sẽ tặng vé cho bạn này, thế nên là hãy liên lạc nhé, đấy đúng không? Thì mình thấy là gì nhỉ, rất là dễ để chọn đáp án như vậy. Nên là cái câu quan trọng nhất chính là cái câu này, mọi người chưa? Mọi người hiểu chưa? Ok chưa? Bạn nào chọn đáp án đúng giơ tay cho cô xem nào. Để cô đọc tên nào. Ok, mọi người hiểu cách làm bài chưa? Mọi người thấy cái bài này sau khi làm xong thấy có dễ hơn không ạ? Sau khi nghe cô giảng như vậy thì thấy dễ hơn chưa ạ? Nào, đúng rồi. Đấy. Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ dịch lại cho các bạn nốt mấy cái câu còn lại. Nên các bạn thấy nhá, ở trong những cái buổi cuối cùng này, nếu như mà các bạn học được cái kỹ năng, đó là cái kỹ năng gì ạ? Cái việc mà học để học đọc để đi thi, nó là cái gọi là học đọc để thi, là chúng ta học đọc hiểu kỹ câu văn, đúng không? Là cái rất là quan trọng trong cái việc giúp các bạn phân tích, đọc kỹ được những cái câu quan trọng đấy, hay là những cái câu đáp án. Phải đọc chính xác những câu đáp án thì mới ra đáp án được. Nhưng mà còn thêm một cái nữa là cái kỹ năng xác định khu vực có chứa nội dung mà giúp chúng ta gì nhỉ, lấy làm cơ sở để chọn đáp án thì cũng làm thì nó sẽ chính là phần cái thuộc về cái kỹ năng để thi GPT, đúng không? Đó thì đây cái câu đầu tiên vừa nãy cô dịch rồi đúng không nào? Ở câu tiếp theo này, Hachigatsu nanoka desu ne, từ 14 giờ vào ngày chủ nhật của tháng 7 của ngày mùng 7 tháng 8 thì gì nhỉ? Cái địa điểm sẽ là tổ chức ở đâu nhỉ? Tokyo Bunkaho được desu ne. Ok, ở cái hội trường văn hóa Tokyo. Tiếp theo này, Pro no you ni jōzu na hito mo deru no de kitto tanoshimeru to omoimasu ne. Những cái người mà rất là giỏi, như là những cái người mà gì nhỉ? Pro, những cái người chuyên nghiệp ấy, thì họ cũng sẽ gì nhỉ? Deru, nhớ chưa? Đây là họ cũng biểu diễn nhá. Thế nên là gì nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ có thể gì nhỉ? Các bạn sẽ có thể thưởng thức được nó đấy. Kitto tanoshimeru to omoimasu ne, thưởng thức nó rất là vui nhá. Kite itadakeru kata ni wa ne chiketto o moshiagemasu. Tôi sẽ tặng, đúng không? Moshiagemasu là agemasu ne. Tôi sẽ tặng cái vé cho những người có thể đến tham dự được, thế nên hãy liên lạc nhé. Được chưa nào? Kuwashi program nado wa kyoshitsu no homepage o mite kudasai. Về gọi là gì nhỉ? Cái chương trình chi tiết thì hãy xem ở trên trang chủ của lớp học nhé. Ok chưa nào? Rồi, mọi người muốn đọc hiểu nữa không ạ? Ok, sang làm bài tiếp theo nhá. Bài này sẽ khó hơn một tí nha. Ok, rồi, cố gắng làm đúng bài này cho mình nhá. Anh Đức 1 này, Đào Anh Vinh 1, Trần Hiền 1, Huệ Nguyễn 1, Thu Huyền 1, Thủy Tiên 1, Thanh Nam 1, Nguyễn Thị Trí 1. 100% là đồng lòng đáp án 1 hả? Không phải, sao đáp án 1 được? Sao lại chọn đáp án 1 nhỉ? Có bị lag không nhỉ mọi người nhỉ? Đúng không? Sao lại chọn đáp án 1 nhỉ? Mọi người đọc kỹ lại xem. Cơ sở nào mà các bạn cho đáp án 1 đây? Sẽ đáp án 1 nhỉ? Đấy nhá, các bạn nhìn cho cô nhá. Cô chữa nhá. Đây các bạn cho đáp án 1 mà. Bên cô chữa nhá, nhìn này. Kono hito wa kore kara nani o mezashitai to itte iru ka desu ne. Cái người này, người ấy bảo là từ giờ trở đi thì người ta muốn hướng đến cái gì? Các bạn biết cái từ mezasu rồi đúng không? Mezasu là hướng đến cái gì? Thế thì các bạn sẽ nhìn cho cô là trong cái bài này xem là cái chỗ nào thể hiện cái sự gọi là muốn hướng đến một cái điều gì đó trong tương lai của người ta. Thế thì nếu như mà bạn nào mà chắc cái kỹ năng là đọc lướt mà cô đã bày rất là nhiều rồi thì các bạn có thể lướt từ trên xuống cho cô theo một cái kiểu. Ví dụ chúng ta lướt theo những cái keyword đúng không? Ở theo những cái đuôi câu này. Đây một cái câu chuyện ở nhà ga thế nào đó đúng không? Thì có một bà thế nào đó, một bà gì đấy, và bà ấy đang mở cửa đúng không? Thì tôi nhìn thấy. Đấy, tức là đi thi các bạn có thể thực hiện cái thao tác đọc lướt như vậy, lia mắt từ trái sang phải đến đâu hay đến đấy, và chúng ta gì nhỉ? Chúng ta cố gắng để lắp ghép được những cái từ mà chúng ta hiểu được vào thành một cái câu gọi là chúng ta cố gắng để hiểu nhất có thể. Không có thời gian mình đi ngồi phân tích xem chủ ngữ, vị ngữ các thứ, dịch từng chữ một đâu nhá. Đây là chúng ta đang đọc nhanh để lấy ý đã, để chúng ta dò ra cái chỗ khu vực mà thể hiện cái điều mà gì nhỉ? Người ta đang muốn hỏi ở đây. Được chưa? Rồi, cứ tiếp theo này. Tôi thì thế nào đó đúng không? Mở cửa. Được chưa? Mình đọc được kiểu thế không nhỉ? Tôi mở cửa thế nào đó. Và bà thì nói gì ạ? Trong cái câu nói của bà thì là gì nhỉ? À, nếu mà thế nào đó thì Nhật Bản sẽ tốt hơn nếu mà có những người như tôi này, đúng không? Tiếp, và sau đó thì ôm tôi. Watashi wo dakishimete kuremashita desu ne. Ok chưa? Thế bây giờ vẫn chưa có cái câu nào mà thể hiện cái ý chí, cái mezasu của người nói đúng không nào? Thế thì mình thấy là đến đây vẫn là những cái nội dung mà chưa thực sự quan trọng, nên chúng ta vẫn có thể thực hiện thao tác đọc lướt đấy để mình hiểu cái bối cảnh của nó. Ok chưa nào? Tiếp tục này. Bây giờ là hon no sukoshi yasashisa ga areba, nếu mà có cái sự tốt bụng như thế rồi, mọi người giúp đỡ cùng nhau rồi, có thể sống một cách gì nhỉ? Kimochi yoku, sống một cách thật là vui vẻ thoải mái. Được chưa? Và tôi cảm thấy như vậy. Các bạn thấy đến tận cái câu này vẫn chưa cho ra cái suy nghĩ ý chí tác giả. Vậy thì mình thấy là gì nhỉ? À, vậy thì từ trên xuống dưới rồi mình đang đọc hiểu mạch văn, ok, vẫn tạm được. Vậy thì khả năng cao cái chỗ mà tập trung suy nghĩ tác giả đấy thì nó sẽ càng đi về những cái câu cuối, câu sau. Thì bằng chứng cho thấy là gì nhỉ? Chỉ còn một cái chút những cái câu sau như thế này thôi thì mình sẽ suy đoán là khả năng cao đây sẽ là cái mà thể hiện cái mong muốn, cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhá. Thì đến những cái chỗ này thì mình sẽ đọc kỹ cho cô nhá. Và các bạn nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà thể hiện của những cái điều mà trong tương lai. Còn những cái bên trên đều là những cái của gì nhỉ? Của quá khứ. Shimashita ne, rồi agemashita ne, shimashita ne. Ok, chứ nó có chưa có nói gì là nanyo mezashitai cả. Được chưa? Thì mình sẽ đọc kỹ câu này này. Bắt đầu từ câu này sẽ thấy là gì nhỉ? Bắt đầu thấy nói về câu chuyện của tương lai này. Daishun, daishun là mùa xuân ở năm sau nhá. Shakaijin ni naru yotei desu. Năm sau thì tôi sẽ dự định là sẽ trở thành người đi làm. Được chưa nào? Shakaijin là người đi làm, những người mà cống hiến cho xã hội, đúng không? Shakai ni detemo yasashisa de afureru nihon wo tsukuru ichin ni narou to kokoro ni chikaimashita. Đây mặc dù là lời trong quá khứ đúng không? Tôi đã thề trong tim rằng thế nào đó. Nhưng mà thề trong tim rằng thì cái thề trong tim rằng cái đằng trước này này, nó sẽ là cái mà thể hiện của cái điều tương lai này đúng không? Dù tôi có ra ngoài xã hội đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ trở thành một người, một thành viên. Thành viên làm sao thì sẽ là từ đây đến cái trước ichin đấy nhá. Tôi sẽ trở thành một thành viên mà tạo ra, được chưa nào? Tsukuru desu ne, tạo ra một Nhật Bản, một đất nước Nhật Bản mà ngập tràn bởi yasashisa de afureru, ngập tràn bởi tình yêu thương. Vậy thì đáp án chính xác là đáp án số mấy nhỉ? Rõ ràng quá rồi còn gì, nó B nguyên C của chúng ta đúng không? Đáp án số 1 mọi người nhá. Có ai vừa nãy cô bảo là đáp án số 1 sai, các bạn quay xe không? Có ai không? Ừ. Thực ra là nếu mà bạn nào mà đã học quen cô quá rồi thì các bạn sẽ hiểu cái độ nhây của cô rồi đúng không? Lừa một tí thôi đúng không? Nên là đi thi nhá. Đi thi khi mà đã tìm ra được cái cơ sở chọn đáp án đúng rồi ấy mọi người ạ. Các bạn phải tự tin vào chính mình chứ đừng tin của thằng bên cạnh đúng không? Nhớ chưa? Nên là cô chỉ thử lòng một chút thôi. Có bạn nào bị quay xe không ạ? Có giận không? Có ai giận không? Ok, chúc mừng tất cả các bạn mà chọn đáp án số 1 chính xác nhá. Yeah! Ok chưa? Rồi, haha, vẫn quyết tâm chọn số 1. Ai chọn số 1, ai không lung lay trái tim từ đầu nữa này. Các bạn thấy nó rõ ràng quá ấy, đúng không? Đây này, yasashisa de afureru nihon wo tsukureru desu ne, tsukuru desu ne. Yasashisa no afureru nihon ni shitai desu. Chứ còn câu số 1, à câu số 2 các bạn ơi, yutaka, cái này còn được một cái thông tin không được nhắc đến trong bài đúng không? Tôi muốn hay là gì nhỉ? Tôi muốn tạo ra một Nhật Bản mà nó vừa giàu có vừa hòa bình. Có được nhắc đến trong bài không? Nên cái đáp án sai là một cái đáp án đưa ra một cái thông tin hoàn toàn không được nhắc đến trong bài nhá. Ok, câu số 3 này. Nào, ai chọn câu số 3 nào? Ai chọn câu số 3 nào? Hư nha, nhìn này. Cũng là một cái thông tin mà chả có liên quan gì. À các bạn thấy là có bà già nên các bạn chọn luôn là có người già ở đây hả? Không được nha. Đáp án này cũng không phải là muốn tạo ra một xã hội mà cho người già dễ sống. Chúng ta đừng nhìn ở trên này thấy có bà, có ô ba rằng mà chúng ta nghĩ là ôi thế thì mình sẽ phải tạo ra một cái xã hội mà cho những người già như bà như này cũng phải dễ sống đúng không? Không nhá. Nhớ đọc kỹ cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhớ chưa? Câu số 4 là gì nhỉ? Là muốn coi trọng những người già như tức là gì? Với vai trò là một người trẻ thì sẽ muốn trân trọng những người già không phải nhá. Kyoto ekibiru de no koto desu ne. Đây là một cái chuyện mà xảy ra ở một cái tòa nhà trong nhà ga của Kyoto nhá. Hãy Teoshiguruma de aruku obasan ga shudou no doa o akeyou to kurou shite iru no o me ni shimashita desu ne. Tôi đã bắt gặp menisuru, bắt gặp cái gì ạ? Bắt gặp một cái sự việc như sau. Bắt gặp sự việc là có một cái bà lão đúng không? Một bà là đi bộ bằng cái con xe mọi người biết xe gì không? Teoshiguruma, cái xe mà xe kiểu cút kít mà những người già người ta hay đi để người ta đỡ cho thăng bằng được ấy. Các bạn hiểu cái xe đấy không? Và bà đấy thì đang cố gắng khổ sở trong cái việc là gì nhỉ? Mở cái cửa mà phải cửa shudo là cửa mở bằng tay nhá, cửa mở bằng tay. Watashi wa totsan ni doa o agete, agemashita desu ne. Tôi thì ngay lập tức đúng không? Totsan ni là ngay lập tức. Tôi thì ngay lập tức là mở cái cửa để cho bà ấy nhá. Và obasan wa anata no you na kata ga takusan ireba nihon wa motto yokunai. À, motto yokunaru. Gomen, motto yokunai. Motto yokunaru to ii desu ne. Watashi o yasashiku dakishimete kuremashita. Và bà thì đã nói rằng là nếu mà có những người như cháu Đúng không? Anata no yōna kata ga takusan ireba. Nếu mà có nhiều những người như cháu thì Nhật Bản sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Motto yoku naru desu ne. Và khi mà nói như thế xong thì bà ấy đã ôm tôi một cách rất là nhẹ nhàng. Watashi o yasashiku dakishimete kuremashita desu ne. Và hon no sukoshi yasashisa ga areba desu ne. Nếu như mà có một cái chút sự gì nhỉ? Sự gọi là sự ấm áp, sự tốt bụng nhẹ nhàng, gọi là nhỏ như vậy thôi. Và gì đây nhỉ? Minna de tashikai desu ne. Kimochi yoku seikatsu dekiru koto. Thì là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống mà mọi người giúp đỡ lẫn nhau và một cái cuộc sống rất là thoải mái. Thì cái điều này, cô đang dịch từ trái sang phải cho các bạn luôn đúng không? Cái điều này tôi gì nhỉ? Mio motte jikkan shimashita. Tôi đã cảm nhận một cách rất là thấm thía sâu sắc cái điều đấy. Nhá. Miyomotte jikkan suru là gì nhỉ? Mình cảm xúc bằng, mình cảm nhận được bằng cái cơ thể, bằng da, bằng thịt của mình, cảm nhận được một cách rất là thấm thía sâu sắc cái điều đấy nhá. Và bây giờ năm sau tôi sẽ trở thành người đi làm đúng không? Và tôi thề với trái tim của mình rằng, tôi thề trong trái tim của mình rằng là gì ấy nhỉ? Dù là ra ngoài xã hội thì tôi cũng sẽ trở thành một thành viên mà có thể tạo ra một đất nước Nhật Bản, nơi mà ngập tràn bởi tình yêu thương và sự tốt bụng đấy nhá, sự tử tế đấy. Được chưa? Ok rồi, thế thì bây giờ nào, bây giờ sẵn sàng tất tay sang một bài hơi khó hơn một chút nhá. Nhưng mà mọi người ơi, cô bảo này, cái bài này á, cái bài này nó có 2 trang ấy mọi người ạ. Để thành gì nhỉ? Để thành 1 trang nó không được, thế nên là cô phải cắt làm 2 trang như thế này. Thế thì nó sẽ hơi khó cho các bạn khi mà làm á. Nên là bây giờ như thế này này, cô bảo này, bây giờ cô bày cho các bạn luôn nhá. Đây một cái bài của N2. Được chưa? Cô chữa cùng với các bạn luôn được không? Đây một bài của N2. Thế thì với một cái bài của N2 này, người ta hỏi về một cái phần là một cái câu là câu hỏi về phần cái chân nhá. Soyumento wa nani o sashite iru ka desu ne. Về người ta hỏi về cái chân là gì nhỉ? Cái phần cái chân này, đây soyumen desu ne. Thì cái khía cạnh đấy nó ám chỉ cái điều gì? Thế thì các bạn lưu ý cho cô một cái mẹo như sau, đó là thông thường thì với một cái bài, một cái câu mà nó hỏi về chỉ thị từ như thế này, được chưa? Chỉ thị từ ở đây thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải đọc cái câu văn nó có chứa đấy lên, được chưa nào? Thì thứ nhất là có sẽ có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu mà cái câu văn là nó rất là dài thì chúng ta sẽ có thể dự đoán được rằng là gì nhỉ? Cái mà thông tin mà nó để bổ sung ý nghĩa cho cái từ chỉ thị từ đấy thì thường là nó sẽ có thể nằm ở trong cái câu đấy, hoặc là cùng lắm nó sẽ xa hơn, cùng lắm nó sẽ nằm ở gì nhỉ? Cái câu 1 hoặc là 2 câu trước đấy thôi nhá. Nên là khả năng cao các bạn nhớ cho cô cái mẹo này, một cái quy tắc này. Ví dụ ở N1 thì nó có thể áp dụng không được đúng lắm đâu. N1 thì nó sẽ phải cần nhiều cái kỹ năng của các bạn đọc tổng hợp cả đoạn nhiều hơn. Nhưng mà riêng đến N2 và N3 thì vẫn có thể áp dụng cái mẹo này được nhá. Nên là các bạn cứ nhớ cho cô ấy, cứ hỏi về những cái phần mà gạch chân chỉ thị từ này, thường cái giải đáp ý nghĩa cho nó sẽ nằm ở những cái khu vực mà trước hoặc là sau nó, mà thường sẽ là trước nhá, nhất là những cái câu mà cuối như thế này. Vậy thì khi mà chúng ta xác định được cái điều đấy rồi thì mình sẽ hiểu là đây sẽ là cái đoạn mà chúng ta cần phải đọc tập trung nhất, nhớ chưa? Thế nên là bây giờ ở trên lẽ ra bình thường cô sẽ để cho các bạn xem hết để đọc hết cả bài, nhưng mà vì là nó bị chia 2 trang nên cô sẽ đọc qua cho các bạn ở cái phần đầu tiên để chúng ta nắm ý nhá. Ok, thế các bạn nhìn cho cô này. Chúng ta với những cái khu vực mà chúng ta xác định là không quan trọng thì các bạn cứ thực hiện cái kỹ năng đọc lướt cho cô nhá. Đọc lướt thì bằng cái cách là chúng ta gì nhỉ? Chúng ta nhìn ongaku ni shiro, bijutsu ni shiro. Mình đọc đến đâu mình cố gắng là gì nhỉ? Nhận thức vào đầu, suy nghĩ luôn cái từ đấy nhá. Đừng dừng lại, bởi vì đi thi không có nhiều thời gian dừng lại. Được chưa? Còn cái chỗ mà gì nhỉ? Cái chỗ mà quan trọng thì mình mới phải phân tích từng chữ, từng câu một. Được chưa nào? Đấy. Dù là âm nhạc hay là mỹ thuật hay là kịch đi chăng nữa thì sore o konon de kanshō suru hitobito no uchizura ni wa desu ne sorezore no hyōgen shuhō ni akogareru kimochi ga arun darō to omoimasu. Tôi nghĩ rằng dù là cái dịch gọi là âm nhạc hay là mỹ thuật, cô dịch kỹ luôn cho các bạn luôn nhá, hay là kịch thì cũng gì nhỉ, ở phía bên trong nội tâm của những cái người mà yêu thích nó và gì nhỉ, thưởng thức nó nhá. Sore o konon de kanshō suru hitobito desu ne. Thì hẳn là sẽ có, được chưa nào? Arun daro, hẳn là sẽ có một cái tâm trạng mà rất là ngưỡng mộ. Akogareru là ngưỡng mộ nhá. Ngưỡng mộ cái gì ạ? Cái cách thức thể hiện của từng cái đó. Tức là ngưỡng mộ là một cái bản nhạc nó thể hiện ra như thế nào thì ở trong đấy, trong bên trong của những cái người mà nghe bản nhạc, người mà xem bức tranh đấy thì nó sẽ có cái tâm trạng ngưỡng mộ, cái cách thức thể hiện ra nhá. Hãy câu này là câu dễ rồi đúng không? Nếu như mà có thể thì bản thân mình cũng muốn được làm được giống như vậy. 同じようにやってみたいですね。けれども普通の人は自分で表現できるほどの技術はないしですね。そのための訓練も積んでいませんから、プロのように歌ったり描いたりすることはできませんですね。Cái câu này các bạn thấy là gì ạ? Một câu khá là dài đúng không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta đọc từ trái sang phải theo cái câu chữ, các bạn liệu có thể hiểu được khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ? Các bạn sẽ hiểu được khoảng bao nhiêu phần trăm? Các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm? Bây giờ cô sẽ dịch thử ra để xem các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm nhé. Rồi. Thế nhưng mà thông thường, mọi người thông thường, những người thông thường thì bởi vì hai cái, một là cái này và hai là cái đằng sau này. Bởi vì thứ nhất là bởi vì họ không có cái kỹ thuật mà đến được cái mức hô độ là đến mức đúng không? Đến được cái mức có thể tự mình thể hiện ra được. Được chưa? Và họ cũng không có tích lũy những cái việc gì nhỉ? Luyện tập để cho cái điều đó, cho cái điều là gì nhỉ? Cho cái điều mà mình có thể thể hiện ra bằng âm nhạc, bằng engeki, bằng bijutsu đúng không? Thế nên là họ sẽ không thể họ sẽ không thể nào là hát hay là vẽ được như những người chuyên nghiệp đó. Được chưa? Câu này hơi dài nhưng các bạn có theo kịp không ạ? Như vậy là cái câu này vừa rồi các bạn hiểu khoảng bao nhiêu phần trăm? Đấy, rồi, ok, tiếp tục nhá. Tameshi ni yatte mite mo jibun de omoi egaite ita you na uta ya và hẳn là dù chúng ta có thử làm đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà có được những cái bức tranh hay là những cái bài hát mà gì nhỉ, nó theo được đúng những cái gì mà chúng ta hình dung tưởng tượng ra nhá. Được chưa? Ok chưa? Rồi thì đấy là cái đoạn đầu nhá, đoạn đầu của mình nhá. Ok chưa nào? Đấy. Thế thì bây giờ đoạn đầu đấy thì đi thi các bạn sẽ chỉ cần là các bạn đọc dịch lướt qua cho cô như vậy thôi, nhớ chưa, để lấy ý. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn sau. Bây giờ xin mời các bạn chọn đáp án cho cô nhá. Các bạn nhớ này, với những cái câu hỏi mà thấy đáp án nó dài như thế này thì cứ nhớ cho cô là chính là những cái câu mà thường sẽ cực kỳ dễ so nhá, dễ so đáp án. Thế bây giờ mình nhìn cho cô cái câu đằng sau này. Đây, so you man this name. Việc đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái câu chứa cái phần cái chân đấy lên. Sports this name. Cái chỗ này sẽ là cái phần mà người ta người ta thêm vào thôi nhá, người ta chú thích thêm thôi. Sports o mite iru toki no kimochi o omoidaste mireba desu ne. Nếu như mà chúng ta thử nghĩ đến cái cảm xúc của chúng ta khi xem những cái bộ môn thể thao thì trong này nó giải thích là gì ạ? Kore mo hiroi imi no geijutsu ni fukumete ii deshou. Cái này thì cái gì ạ? Cái kore mo chính là cái gì ạ? Cái thể thao nó cũng là một cái mà bao gồm ở bên trong gì nhỉ, một cái bộ môn nghệ thuật theo một cái ý nghĩa rộng hơn nhá, theo một cách hiểu rộng hơn. Được chưa nào? Thì bây giờ khi mà chúng ta xem, nhớ ra cái cảm xúc của chúng ta khi xem những bộ môn thể thao thì rõ ràng là cũng sẽ có những cái khía cạnh như vậy. Vậy tức là trong cái câu mà nó có chứa phần gạch chân đấy thì không có cái ý nào để giải thích cho cái từ là so you man desu ne, mà nó mới chỉ đang nói ra một cái văn cảnh là bây giờ các bạn mà thử nhớ ra cái cảm xúc của mình khi mà xem thể thao thì cũng có cái khía cạnh như vậy đúng không? Thế thì hẳn là cái khía cạnh đấy nó sẽ phải là một cái gì đấy nó được nhắc đến những cái câu trước. Vậy thì mình thử đọc cái câu văn trước cho cô nhé. Karera no sakuhi no kanshou suru koto de watashitachi wa atakamo jibun ga nanika o hyougen shita you na kibun ni nareru desu ne. Ok, thì câu này đang nối vào cái câu bên trên ấy. Là gì nhỉ? Khi mà mình đi xem những cái tác phẩm nghệ thuật này, hay mình đi xem những buổi biểu diễn âm nhạc này, rồi kịch đấy đúng không? Thì chúng ta sẽ thường ngưỡng mộ đúng không? Và đằng sau người ta giải thích xem là gì nhỉ? Giải thích thêm vào cái việc là gì nhỉ? Khi mà chúng ta xem những cái tác phẩm đấy thì chúng ta dường như atakamo nó sẽ bằng với từ marude snap mọi người nhá. Là dường như là, cứ như thể là chúng ta cũng có được một cái cảm xúc như thể là mình đã thể hiện được một cái gì đó mà chính mình tự thể hiện được. Tức là gì nhỉ? Có thể là mình không giỏi được như những cái người pro, người chuyên nghiệp đấy, nhưng mà bằng cách mà mình xem những cái tác phẩm của người ta thì gì đây nhỉ? Chúng ta có được cái cảm xúc, cái cảm giác như thể là mình đang hát được như người ta, như thể là mình đang vẽ được như người ta. Ok chưa? Thì đấy chính là cái ý mà gì nhỉ? Là cái khía cạnh mà gì đấy mà người ta đang nhắc đến đây đấy. Soyumen desu ne. Vậy thì các bạn nhìn cho cô, trong 4 đáp án này là cái đáp án nào nó sẽ thể hiện cái ý nghĩa rằng là gì nhỉ? Bằng việc xem những cái tác phẩm đấy thì gì đấy mình có cái cảm xúc giống như là mình thể hiện được giống như người ta vậy. Câu nào mà gần như một cái câu B nguyên như mọi người nhỉ? Câu nào nhỉ? Đúng rồi ạ, chính xác ạ, đáp án số 3 ạ. Được chưa nào? Đây nhá. Pro no sakuhin no kanshou suru koto de. Chuẩn chỗ này chưa? Karera no sakuhin no kanshou suru koto de jibun ga nanika o hyougen shita youna manzoku kan o eru koto desu ne. Đây, giống như này. Jibun ga nanika o hyougen shita youna, nó thay đúng một cái từ chỗ này là gì nhỉ? Kibun desu ne, nó sẽ bằng với gì nhỉ? Manzoku kan o eru koto. Được chưa? Rồi, chính là cái chỗ này đây. Đây nhá. Ok chưa nào? Thế còn các bạn nhìn qua cho cô những cái đáp án khác, câu số 1 nhá. Jibun ga suki na ongaku ya bijutsu ya engeki nado sorezore no hyougen shuhou ni akoreru koto desu ne. Mặc dù trong bài nó có nhắc cái câu rằng là gì nhỉ? Là chúng ta ngưỡng mộ cái cách thức thể hiện ở cái đoạn ở cái trang trước nhỉ mọi người nhỉ. Đây. Nên là các bạn nhớ nhá, đi thi đừng có bao giờ vì là mình làm theo kiểu đáp án là gì nhỉ? Mình chọn những cái đáp án nào mà nhặt theo những cái thông tin được nhắc đến trong bài. Kiểu gì 4 đáp án nó cũng sẽ được nhặt hết những cái thông tin trong bài. Vấn đề là chúng ta sẽ phải nhặt đúng cái chỗ mà cần nhặt. Được chưa nào? Chỗ này đây, nó có nói, trong bài nó có nói, nhưng mà nó không phải là cái đáp án của chúng ta. Đây, nhá. Ok chưa? Đoạn này không phải. Đây là câu số 2 này. Pro no you ni yatte miru ga desu ne. Có, cũng nói đây. Đây, tameshi ni yatte mite mo desu ne, jibun ga omoi egaite ita youna mono ni naranai. Cũng được nhắc đến trong bài luôn. Đây, cũng nhắc đến. Nhưng nó có phải là cái phần giải thích thông tin cho cái phần gạch chân đấy không? Không nhá. Nhớ chưa? Nên là gì nhỉ? Nhớ này, cái kiểu ra đáp án mà của N2, N3 đọc hiểu mọi người. Nó sẽ nhắc có khi là những cái thông tin đáp án cũng là một cái đáp án được bê nguyên ở trong bài ra. Nhưng mà đáp án sai lại không là cũng là đáp án được bên nguyên trong bài, là những cái thông tin được bên nguyên trong bài ra. Nhưng mà nhớ này, cái nào mới là cái bổ sung ý nghĩa cho cái phần gạch chân thì chúng ta mới chọn, được chưa? Còn những cái chỗ này nó không liên quan gì cái đoạn đấy cả. Lại nhá. Hay nên là các bạn phải lưu ý cho cô một cái mẹo mà có thể là các bạn học viên ở trong lớp cô các bạn rất là hay truyền tay nhau bằng là gì nhỉ? Câu nào mà nó bê nguyên cái thông tin được nhắc đến ở trong bài, câu ý chắc chắn là đáp án sai hoặc là câu ấy không thể là đáp án đúng được ấy, thì các bạn lưu ý cho cô cái này nhá. Đáp án đúng nó vẫn là một cái thông tin được nhắc đến trong bài, nhưng mà nó phải là nhắc đến ở cái chỗ đúng, chỗ mà nó bổ sung ý nghĩa trực tiếp cho cái câu hỏi của chúng ta thì là vẫn đúng nhá. Còn nó bê ở xa quá thì không phải. Nhớ chưa? Nên chúng ta phải thật là lưu ý cho cô những cái mà việc mà mình đôi khi mình áp dụng mẹo nhưng mà không được quá máy móc nhá. Đấy, thế câu số 4 cũng vậy. Sports o mite jibun mo marude senshu to onaji you ni koufun shita kimochi ni naru koto desu ne. Thì các bạn thấy là ở cái đoạn sau nó cũng có về sports desu ne. Nhưng mà cái sport sự này chỉ là một cái câu mà nó đang diễn ra nó đang giải thích cái văn cảnh đấy thôi. Chứ còn soyumen này nó sẽ là nằm ở cái đoạn trước. Chứ còn với cả những cái thông tin mà mang ý nghĩa gì nhỉ? Cô phương shita kimochi không có nói nhá. Cái cảm xúc mà người ta đang muốn nói đây là cả cảm xúc là gì nhỉ? Cái cảm xúc mà geijutsu yoku desu ne, manzoku kan desu ne. Ok chưa? Đấy, vậy thì câu này đáp án chính xác đáp án số 3 nhá. Hôm nay bạn nào làm đúng cả 3 câu comment cho cô xem nào. Bạn nào làm đúng cả 3 câu cho cô sẽ ở trên này vừa nãy có một cái câu mà cô chưa dịch nốt này. Sokode hitobito no geijutsu yoku o mitasu dairinin no yakuwari o hatashite kureru no ga pro no artist tachi desu ne. Và chính vì lẽ đó mà gì đấy nhỉ? Những cái người mà đóng cái vai trò yakuwari o hatasu desu ne, đóng cái vai trò đại diện để mà có thể làm gì nhỉ? Làm thoải gọi là làm thỏa mãn cái ham muốn, cái mong muốn, cái khát vọng nghệ thuật của mọi người thì chính là những cái người mà nghệ sĩ chuyên nghiệp đấy. Và đây, nối vào ý sau nhá, bằng cái việc mà chúng ta thưởng thức những cái tác phẩm của họ thì chúng ta có được cái cảm xúc giống như là mình cũng đang thể hiện được một cái điều gì đó, đúng không? Đó, và bây giờ các bạn thử nhớ cái cảm xúc khi mà mình xem bóng đá ấy, thì nó cũng sẽ có một cái khía cạnh như vậy đấy, đúng không? Thì tức là mình xem một cái trận bóng đá, đúng không? Mình cũng sẽ có cái cảm giác như là mình đang chơi bóng đá vậy, ý là như vậy. Được chưa nào? Thâu sâu chuỗi toàn bộ cái ý của cả bài nhá. Ok. Đố các bạn dịch được câu này cho cô xem nào. Các bạn dịch thử cho cô câu này xem nào. Daremo ga saino motte iru ga desu ne, nouryoku wo hakki suru ni wa doryoku ga hitsuyou da. Câu này là câu gì? Còn ai thì cũng có gì nhỉ? Có tài năng, đúng không? Thế nhưng mà để phát huy được cái năng lực, nouryoku wo hakki suru ni wa desu ne. Các bạn nhớ cho cô cái ngữ pháp là ni wa để nhá. Hôm trước có một cái câu hỏi trong đề thi thử của Dũng Mori đúng không? Như vậy để thì đằng sau nó sẽ luôn luôn có một cái điều kiện cần phải gọi là điều kiện cần để làm cái việc đấy nhá. Để mà phát huy được cái năng lực đấy thì luôn luôn cần sự nỗ lực. Nên là nhớ này, dịch may nó sẽ chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần. Đây là một cái câu mà mình cực kỳ tâm đắc mà nó đã theo mình trong suốt cái hành trình học từ hồi còn mài đũng quần ở hồi cấp 3, cấp 2 ấy, mọi người ạ. Nên là cô rất là muốn chia sẻ với mọi người cái điều này, đúng không? Làm gì thì làm, thông minh đến đâu, giỏi như thế nào thì bao giờ sẽ phải cần sự nỗ lực nhá. Nên là kết quả nó sẽ chỉ có được nếu như mà chúng ta có đủ cái nỗ lực để trả giá cho cái kết quả đấy. Nên các bạn hãy cố gắng lên nhá. Thứ chủ nhật này sẽ là cái kỳ thi của chúng ta sẽ diễn ra rồi. Bao nhiêu những cái nỗ lực cố gắng mà mình đã có được từ trước đến giờ thì thôi bây giờ tốt hay không tốt thì mình cứ yên tâm bình tĩnh đến ngày hôm đấy phát huy được tất cả được. Nếu mà mình ok, mình làm bài tốt thì tức là có thể là cái nỗ lực của mình đã đủ rồi. Còn nếu mà chẳng may mà chúng ta làm chưa tốt thì mình sẽ nhận ra rằng có thể là nỗ lực mình chưa đủ. Thế thì mình sẽ lại cố gắng tiếp nha. Nên là cứ vững bước mỗi ngày nha, và cố gắng hướng đến kỳ thi của tháng 7 năm nay thật là bình tĩnh, tự tin nhé mọi người nhá. Ok, và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn, cũng không hy vọng gặp lại các bạn nhiều với các bạn N1 đúng không? Còn những bạn khác đúng không? Những bạn mà vẫn đang trong hành trình học tiếng Nhật thì rất là mong sẽ được gặp các bạn ở trong những lớp học của Dũng Mori, không chỉ ở trên những cái bài giảng livestream như thế này nhá. Hay, và trong đó thì mình sẽ còn chia sẻ rất là nhiều điều thú vị khác nữa. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi livestream tiếp theo nhá. Minasan o tsukare sama desu. Bye bye.